chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bên kia bờ biển Galilê, là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là anh Rê, em của Simon Fierre thưa rằng, đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người giường này, thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống, vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những người đã ngồi. Ngài cũng lấy cá, phát cho chúng nữa. Ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng, hãy lượm những miếng bánh còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng bánh thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm, thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển, và vào trong một chiếc thuyền sang bờ bên kia, hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội, khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 etader, thấy Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi, nhưng Ngài phán rằng, ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bấy giờ môn đồ rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi. Đoàn dân ở biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giê-xu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng, lạy Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no nê. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại, đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng, thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi Ngài sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán, ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài, mà rằng, ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Joseph mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thế nào người nói được rằng, ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi chớ lầm bầm với nhau, ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi Ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng, ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ, hãy ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy cha. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hãy ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi Ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Capernaum. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở trước khi thế nào, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin, vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lôi chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một trong các ngươi là quỷ. Vả, Ngài nói về Giu-đa, con của Simon Ichario, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài.